thật ra thì đến là huấn luyện viên mà thua một cái trận đấu này với một cái như một cái set tennis đó thì sốc và hết sức là buồn. Bởi vì cuộc đời làm huấn luyện viên của tôi, khi mà tôi trở về làm huấn luyện viên thì tôi chưa bao giờ thua một cái trận đấu như thế. Thật ra thì chúng tôi vào trận là chúng tôi cũng muốn đá an toàn trước. Trong 11 phút mà lỗi cá nhân giữa hàng phòng ngự của hàng phòng ngự thì cái này là lỗi cá nhân. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng tôi thiếu trung vệ Brandon thì trong 11 phút thì thua ma bàn thì được phải nói là rất khó mà lợi ngược dòng. Còn thời tiết thì nó cũng khó cho đội Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì đây là Thành phố Hồ Chí Minh không phải là một đội bóng nữa mà có cái lối chơi phòng ngự phản công được. Chúng tôi ngay từ đầu là chúng tôi cũng muốn đá cho chặt chẽ, và sau đó thì chúng tôi mạnh dạn đá, bởi vì trong cái thế trận mà chúng tôi đang ở cuối bảng thì chúng tôi phải có điểm. Mà cái việc mà có điểm với cái cách đá của chúng tôi á, thì chúng tôi bắt buộc phải đá, phối hợp phải đá. Thì nó có hai điều. Thứ nhất là lỗi cá nhân xảy ra nhanh quá thì ba bàn thua nhanh quá. Thì rất là khó. Trời mưa thì bắt đầu nặng hạt, thì để mà tiếp tục thì thật ra thì sau 15 phút đầu, 35 phút của hiệp cuối, 35 phút của hiệp mà 35 phút sau 15 phút đầu mà thua 3-0 á, thì 35 phút của hiệp 1 á, thì tôi cho rằng là các em chơi rất là tốt, mạnh dạn đá tấn công, mạnh dạn tốt. Nhưng mà sang hiệp 2 thì các bạn cũng phải hiểu rằng là với sức với một cái áp lực mà tỷ số như thế mà phải nhào lên để đá có bàn. Và giữa hiệp mà tôi bảo là phải đá có bàn, quên cái tỷ số 3-0 mà phải có bàn. Và cái quan trọng nhất là phải nỗ lực ở cái trận đấu này. Sau trận đấu thì tôi có nói với cầu thủ rằng là với một cái đội bóng Hà Nội quá mạnh, buổi sáng chúng tôi phân tích là quá mạnh, không chỉ giỏi về tấn công mà còn giỏi về phòng ngự nữa. Thì với một cái trận đấu này thì chúng tôi phải chấp nhận cái thua này, phải quên cái trận thua này để mà chúng tôi tiến đến cái trận khác, bởi vì chúng tôi còn 5 trận đấu nữa. Mà cái mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng. Thật ra mà nói là nhiều người cũng đặt cho tôi cái câu hỏi đó. Nhưng mà thành thắng trước khi tôi về đây là thành thắng là một thủ môn số 1 chứ không phải là số 2. Và hôm nay tôi cũng chia sẻ luôn là khi đá với cái đội Hoàng Anh Gia Lai á, sân khách á, thì là Hoàng Anh Gia Lai chúng ta biết là ba cái cậu Tây là cao tới 1m9 mấy, và chúng tôi nghiên cứu là đá bóng bổng rất là tốt, mà Dũng thì cao gần 1m8. Và trận đó là phải nói thẳng là tôi đặt cược với Dũng luôn, bởi vì tôi biết là đưa thành thắng vô là rất là khó khăn. Tôi đặt cược với Dũng luôn. Và trong nguyên một tuần đó là tôi làm tâm lý với Dũng, và thậm chí là huấn luyện viên thủ môn Châu Chí Cường cũng làm tâm lý. Và trận thứ hai thì Dũng đang bắt tốt, thì cũng trận thứ hai thì khi mà chúng tôi đá với Bình Dương thì cũng toàn là mấy anh dây cao to, và tôi xem xét là đá bóng dài và đá bóng thì tôi để Dũng. Nhưng trận đấu này thì tôi không nghĩ là mà tôi không có trách Thanh Thắng, bởi vì khi mà lỗi hậu vệ xảy ra vào trận đó và cao cái hiệp 2 thì Thanh Thắng, nghĩa là khi anh bị áp lực như thế thì thủ môn rất là nặng nề. Và Thanh Thắng thì tôi nghĩ rằng là hôm nay là Hà Nội không đá tay gì, chỉ có đá một thôi, tôi dự báo như thế. Và chiều cao thì cũng không lớn, mà họ Hà Nội thì đá banh bật nhiều, và tôi cũng muốn rằng là khi họ gây áp lực thì họ sẽ có nhiều cái tình huống sút vào cầu môn, thì tôi mong rằng cái phản xạ của Thắng là tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay phải nhìn nhận rằng là chúng tôi tiếp cận trận đấu là không tốt. Ở đây chúng tôi tiếp cận ra rất là chặt chẽ nhưng mà lỗi thôi, thì cái đó mình phải chấp nhận. Tôi nghĩ là cái thất bại này là cái thất bại chấp nhận, mà tôi cũng đã dự báo trước. Bởi vì lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết rất là mỏng. Thí dụ như bây giờ đặt trung vệ thì khi tôi về thì tôi xem lại cái thống kê là, và tôi xem cái trận đấu thì Khương đá nhiều hơn, nhưng mà Khương lại gây lỗi. Ngày hôm nay khi Khương đá, khi đưa Khương vào là chúng tôi phải chuẩn bị về mặt tâm lý, về mặt là khi Khương đá dự bị mà Thân Thành Tính vào đá trước thì bắt đầu Khương có nhiều chuyện tâm lý. Tăng Tiến thì tôi chưa dám mạnh dạn, bởi vì khi anh chọn một cầu thủ thì phải chọn cầu thủ đó có kinh nghiệm thi đấu, và tôi không dám chọn Tăng Tiến. Nhưng mà qua trận đấu này chúng ta thấy rằng là Tăng Tiến sẽ là cái cầu thủ mà tôi tin tưởng. Vì với một huấn luyện viên mà mới về đội, mặc dù tôi xem băng video clip nhiều mà Tăng Tiến lại ít rất đá. Ví dụ như là Quốc Gia chẳng hạn, một cầu thủ rất được ít đá. Nhưng mà trận vừa rồi tôi cho vào và trận này tôi vào, nghĩa là trong cái thế khó của tôi là những cái cầu thủ mình đang kế thừa, và mình phải tìm mình phải nghiên cứu là cái cầu thủ đó vào sân nó có hiệu quả hay không. Và chúng ta thấy rằng là Hà Nội quá mạnh mà không có Brandon là rất là khó, mà ở trên là có thủ lĩnh Hoàng Thịnh, thì thường thường Hoàng Thịnh đó người cầm chịch ở bên trên, thì hôm nay là mất cái tuyến giữa đó. Hà Nội đá rất nghiêm túc. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng mà phải những là Hà Nội ở những cái pha mà tôi đã nói là Hà Nội không, mùa này là Hà Nội không chỉ phòng ngự tấn công giỏi mà phòng ngự rất là hay. Cái đó những cái bàn mà chúng tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng mà
mà nhiều người loại nói là vô duyên, nhưng mà không phải đâu, do Hà Nội gây cản trở rất là nhiều, do đó không thể nào thực hiện được. Thì tôi cho rằng là Hà Nội là hiện nay họ rất là một trong đội hoàn hảo nhất của V-League.